Huy nhẹ đệ ơi, lại về với rừng rồi. Mùa khô ở đây, nhiệt độ lúc này đang 30 độ. Sáng thì về đến phố Mỹ là 3 rưỡi, hơn 3 rưỡi. Nghỉ ở ngoài đấy xong rồi là ở đi có thật luôn. Nay họ cũng cúng dường nhiều thứ đó, cũng trao đổi như vậy. Không lấy cơm ở bếp nữa, chưa báo. Còn quý thầy ở đây bỏ hết thực rồi, về bếp nấu cơm ăn cho nó có món nọ món kia rồi. Cảm ơn mọi người vừa qua đã giúp đỡ sư thực hiện được ý nguyện mà thầy tổ cũng giao cho, đi đến về đến đời. Thấy quý thầy vẫn đi khất thực là mừng lắm rồi. Tỳ kheo chỉ có nghề đi xin ăn làm nghề duy nhất, không làm nghề gì khác. Và trong tu viện không có cái bếp, đừng nấu cơm ở chùa nha quý vị.